ở Mỹ đó thì thường là đi làm xa, mỗi lần đi thí dụ từ nhà đến cái xưởng làm á thì có thể là đi 30 phút 40 phút, người có người ở xa thì có thể đi cả tiếng. Những người nào mà may mắn là cái chỗ làm mấy cái nhà mình nó gần á, 5-10 phút á, thì cũng có, nhưng mà ít, thường là ít lắm. Bởi vậy mà chuyện mà mua nhà ở Mỹ đó thì nó có nhiều cái vấn đề. Bây giờ mình nói chuyện nha. Tại vì ở Mỹ đó kiếm việc, cái công việc á, là cái quan trọng. Thì thường người ta có việc trước rồi người ta mới mua nhà sau. Thông thường thí dụ mình nói thông thường nha, ví dụ nha, một cái người mà học á, học xong rồi ra trường rồi thì kiếm một cái công việc, có một cái job apply, thì công việc đó có thể là apply không phải ở bang mình ở, mà có thể là apply ở tất cả các bang khác đó. Thì thí dụ mà mỗi một bang á thì có một cái mức lương nó khác nhau, mỗi một cái chỗ đó, cuộc sống nó sinh hoạt nó khác nhau, thì giá nhà ở nó cũng khác nhau, vân vân. Thì tùy theo, thông thường mà nói một cái người học xong á là người ta có thể apply, tức là xin việc làm ở tất cả các tiểu bang, mà cái bang nào nó cần á thì mình xin, mình để nó. Thì khi mà kiếm được cái công việc, có công việc rồi đó, nó chấp nhận mình rồi đó, thì lúc đó đó cái người đó mới tính đến cái chuyện gọi là mua nhà. Đầu tiên là thuê ở thôi. Thì hồi trước thì nó dễ lắm, có việc thì mua nhà thì trả góp mà, thì dễ lắm, có công việc thì mua được thôi, đào vô trước bao nhiêu phần trăm, 10% 20% gì đó. Nhưng mà sau này thì kinh tế rất là khó khăn, mua nhà rất là không phải dễ dàng, mình phải làm việc 2 năm liên tục. Chứng minh là có làm việc liên tục 2 năm á thì xong rồi á, mình mới xin mua nhà thì nó mới xét nha. Đó, bây giờ đó, bởi vậy mà nói, bây giờ mình nói chung nè, đại khái là kiếm một cái công ty nào đó, đầu tiên là có việc trước, có việc làm trước, đúng không? Thì lúc đó mình thuê nhà, mình thuê nào ở chỗ nào đó, nó thường người ta thuê cái nhà nó gần cái chỗ làm đó, thì nó như vậy, người ta ít khi nào mua nhà. Tại vì công việc á nhiều lúc nó cũng không có ổn định, là có thể là ở làm cái hạng đó đâu phải làm suốt 5 năm 10 năm 20 năm. Có nhiều người may mắn thì làm gắn bó một cái công ty, có nhiều cái chỗ á, cái hạn á có 2 năm 3 năm mà nó thay đổi. Có khi công ty mà nó làm ăn mà thua lỗ thì nó đóng cửa, nó sa thải, nó gọi là cho lay off, công việc nó không có, nó không có ký hợp đồng được thì nó cho mình nghỉ. Thì lúc đó đó là mình nghĩ làm mình phải kiếm chỗ làm khác, đúng không? Do đó thường đó, người ta là kiếm một cái chỗ làm trước á, sau đó người ta thuê cái nhà, thuê gần cái chỗ làm để cho nó di chuyển cho nó thuận lợi. Còn nếu mà mình đã mua một căn nhà rồi thì ví dụ như là mình mua căn nhà mà cái công việc đó nó đầu tiên á nó gần cái chỗ làm của mình á thì dễ quá, nó tốt quá. Nhưng mà có thể là cái công ty đó nó sẽ thua lỗ, đóng cửa, nó sa thải mình, thì mình phải đi kiếm việc khác. Thì kiếm một cái công việc đó, có thể là một cái công ty đó nó ở xa, phải chấp nhận thôi, lúc đó là mua nhà rồi thì đó là phải chịu, chấp nhận phải đi xa một tiếng hoặc là 40 phút 50 phút gì đó, cái chuyện đó là bình thường, tại công việc là quan trọng, đúng không? Mà chấp nhận. Do đó cái người mà đi làm á, mà ai mà đi làm xa cả tiếng á, là thông thường là những người đó là có một căn nhà rồi,
có một cái chỗ ở nhất định rồi, rồi bây giờ không có muốn thay đổi thì phải chịu khó là đi làm xa thì phải chịu thôi. Đó là như vậy. Thì thuê nhà nó cũng có cái hay. Đó. Cái hay là cái gì? Là mình thuê không phải trả tiền đóng thuế hàng năm. Mua nhà đó là phải đóng tiền thuế. Đó. Hư hao thì mình phải bỏ tiền sửa chữa, nhưng mà cái giá trị là cái nhà đó là của mình thì mua nhà đó thì cái giá trị nó có thể là nó tăng lên, giá thị trường nhà đất gì đó nó có tăng lên, nó có chiều hướng tăng không à, chứ ít khi nào nó chiều hướng giảm lắm, đại khái lì ốc. Nhưng mà nếu mà cái khu đó nó phát triển đó thì nó tăng, còn nếu mà nằm cái khu đó mà nó không phát triển á thì có thể nó giảm, nhưng mà cái chuyện mà cái khu nhà khu đất thì ốc đó mà nó giảm đó là ít lắm, là gọi như là mình xác suất mà nó thấp, mình xui lắm mới gặp những cái khu đó. Thí dụ những cái khu đó là khu bị sạt lở, là bị bão lụt hay bị lụt lội, khu đó là những cái xảy ra những cái tai nạn thiên nhiên hả, thì cái giá khu đó nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà cái đó là xui lắm. Thông thường là mua nhà địa ốc á, là giá nhà nó tăng lên, mỗi năm nó tăng lên. Thì mua nhà đó là lợi là cái đó là cái giá trị của mình đó, nó mỗi ngày lúc nó tăng lên hơn đó. Nhưng mà bất thuận lợi là gì? Nếu mà mình đi làm kiếm một cái job, một cái công việc đó, mà nếu mà cái công việc đó nó ở xa cái nhà của mình đó, mình phải chịu cái đi lại như vậy đó, thì nó cũng tốn hao về cái thời gian mình, tốn hao về xe, về xăng đó. Thì cái nào nó cũng có một cái thuận lợi. Nếu mà đi thuê thì mình không phải đóng thuế hàng năm, rồi những cái gì mà sửa chữa hư hao gì đó là cái người chủ nhà đó, chủ cơ sở đó nó sẽ lo đó, mình chỉ biết ở thôi. Nhưng mà ở thôi thì mình không có ở dù mấy chục năm thì cái số tiền đó nó mất đi, thì cái nào nó cũng có một cái mặt lợi. Đó là lý do là ở Mỹ là người ta hay đi làm mà gọi là cái từ nhà đến một cái chỗ làm đó nó xa là như vậy đó. Đi 30 phút, 40 phút. 40 phút là chuyện thường, giống như mình đi làm về nè, mình nãy giờ đó là nói chuyện không mà chưa về đến nhà đó, hơi 30 phút á. Mà cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì hết á. Ở Mỹ này là có công việc á, là có tất cả. Có việc là mọi thứ là gọi là ổn thỏa. Không có việc á, là rất là mệt. Không có việc là không có nhà, không có xe. Để không có lấy đâu thu nhập mà có thu nhập mà thuê nhà hay là mua xe, thuê xe được, những cái chi phí đó.
cái công việc mà thí dụ như là những cái công việc không cần cái trình độ đó, thì thông thường là mình ở bang nào đó mình apply, tức là kiếm cái việc ở ngay cái bang của mình ở, ngay cái thành phố mình ở. Còn những người nào mà có trình độ, tức là học tốt nghiệp đại học, thì những cái người đó đó thì người ta ta xin việc được đi khắp nước Mỹ luôn. Đó, thì nó sẽ trả lương cho mình, thì mình nó trả lương nó tính theo mấy người mà gọi là làm việc mà học xong có bằng kỹ sư ha, hoặc là tốt nghiệp đại học á, là nó trả lương theo năm. Đó. Còn những người mà trả lương theo giờ á, là những người gọi là những người cấp bậc kỹ thuật công nhân thôi, nhân viên thôi, kỹ thuật, thì nó trả mức lương theo giờ chứ không phải là trả lương hàng năm. Thì theo giờ, nếu mình làm giờ một tuần đó là 40 giờ, nếu mình làm hơn thì được overtime. Còn mấy cái cấp kia đó, mấy cái cấp mà gọi là trả lương theo hàng năm á, thì nó không phải là làm việc theo giờ nữa, mà giờ nhiều hay giờ ít á, thì nó cũng trả lương có từng đó thôi à. Thì có thể là công việc nó thưởng nếu mà mình làm việc sau 1 năm 2 năm này đó, thì nó xem xét cái mức lương á, nó cân nhắc, nó tăng lương cái mức lương hàng năm á, nó cân nhắc. Còn mà làm việc mà gọi là ăn lương theo giờ đó, thì nó cũng tăng lương, nhưng mà mỗi một năm nó xét mình á, nếu mình là làm việc tốt, làm việc mà đạt được yêu cầu mà nó chấm đó, mình tốt như vậy đó, thì nó sẽ tăng mình lên. Thông thường đó, làm ở hãng xưởng đó, làm mấy trình độ mà gọi là công nhân kỹ thuật gì đó, nó tăng lương đó, mỗi một năm nó tăng ít lắm, có mấy chục sen, có khi là 20 sen, 30 sen, 50 sen, tức là 50 xu á, một giờ 50 xu. Tính đi, nếu tùy theo, nếu mà ai mà làm rất là giỏi, rất là tốt á, thì gọi là A đi, hạng A đó, thì có thể là tăng được 50 sen, là hạng B đó thì nó tăng được 30 sen, mình nói ví dụ á, hết rồi đó, sẽ tăng được 10 sen, ví dụ như đó. Tức là như vậy thôi, chứ không có tăng được nhiều đâu, không có tăng lên được 2 đồng, 3 đồng một giờ đâu. Một giờ nó tăng lên được 50 xu. Đó, một ngày 50 xu là 8 tiếng là tăng được như là 4 đồng rồi. Một ngày 4 đồng. 5 ngày là 20 đồng. Đó, nhân cho 30 ngày đi, cũng được 100 mấy. Nói chung là nó tăng rất là thấp, tăng lên được 1 đồng á, là chỗ nào mà nó tăng lên 1 đồng á, là chỗ đó ngon đó. Tại vì mỗi một năm nó tăng mà, mỗi một năm nó tăng, nó xét nha, chứ không phải là năm nào cũng được tăng đâu. Có năm á, thí dụ mình làm á, mình không được tăng đồng nào hết, tại vì mình không có đạt, giống như là ở bên Việt Nam gọi là thi đua đó, đạt được cái mức đó, mình đạt được vô cái mức đó nó mới xét, chứ không phải là ai cũng được. Mỗi năm nó xét, có người được tăng, có người không được, có người không có tăng. Không phải là tất cả ai cũng được tăng hết, cứ mỗi một năm là tăng đâu. Nó đi làm xa ở xứ Mỹ đó, là cái chuyện đó là rất là bình thường, không có cái gì hết á. Tại vì bên đây là đi lại là đi bằng xe hơi đó. Khi mà tuyển dụng á, nó hỏi là cái người làm việc á, xin việc á, là có xe không, có phương tiện, có
có phương tiện riêng của mình không, có xe riêng của mình không á. Mà người nào mà nói là không có thì đi bằng mấy cái phương tiện công cộng á, như xe bus hay là cái gì đó, là mấy cái đó nó không có tiện đâu. Tại vì mình bị lệ thuộc vào những cái phương tiện đó, thì những cái phương tiện đó nó không có đảm bảo, không có chắc chắn, đi làm nó không có được đảm bảo cái sự có mặt của mình á. Nhiều lúc cái xe bus nó đi trễ, đi sớm gì đó, hay không cái đó, ai mà đi xe bus là mà đi xin việc á, làm cái hạng sừng á, là nó không có nhận đâu. Mỗi người đều có phải có cái xe hết á. Mà đường xá ở đây thì đi cũng thoải mái thôi. Chỉ có lúc mà những cái giờ mà giờ buổi sáng mấy giờ mà tan tầm đi về đó, đó thì nó hơi hơi chậm một chút, đi hơi chậm. Nói chung thì sống riết thì quen, cái chuyện đó là bình thường nha quý vị. Thấy có mấy người có mấy người nào làm trên YouTube nói là đi làm ở Mỹ cực lắm, đi làm mỗi lần đi như vậy 40 phút á mà than như bọng á. Cái ở Việt Nam nó khác, mà cái người mà sống ở xứ Mỹ á mà đi làm mà 40 phút á là chuyện bình thường. Tại vì nó quy hoạch ở xứ Mỹ, nó quy hoạch cái những cái chỗ mà hãng xưởng đó, là cái vùng đó toàn là hãng xưởng không à, còn cái khu vực nhà ở đó nó tập trung một khu khác, cho nó ít khi nào mà từ nhà mình mới đi ra đến cái chỗ làm ở nó gần lắm. Chỉ có những người nào mà sử dụng làm về hành chính á, làm về văn phòng, thí dụ như là làm ở những cái văn phòng của chính phủ hay là văn phòng luật sư, bác sĩ, những cái gì đó, đó. Thì có những cái những cái văn phòng đó nó đặt ngay những cái chỗ trung tâm thương mại, những cái chỗ sầm uất đông người đó. May có thể cái nhà mình nó gần ngay chỗ đó. Còn cái hãng xưởng thì nó tập trung ở cái khu gọi là khu công nghệ đó. Giống như là ở Việt Nam nó có cái khu gọi là khu công nghệ sống thần gì đó. Tất cả hãng xưởng nó ở đó. Mình đó đi làm thì phải có nó phải xa vậy đó, nó xa ngay khu thành phố đó, thì cứ tưởng tượng ra như vậy thôi. Sống đâu thích nghi đó. Ở xứ Mỹ này thì công việc nó cũng có nhiều, tức là nhiều cái việc á. Nếu mà mình làm được ở hãng xưởng thì cũng ok, thì nó cũng tốt. Rồi những công việc mình làm ở cho những cái người cơ sở thương mại, ví dụ những cơ sở thương mại nhỏ đó, kinh doanh nhỏ làm thì cũng được. Thì những cái nói chung là bất kỳ một cái công việc gì đó, có công việc là tốt rồi. Mình nhận xét đó là ở Mỹ này đó, kiếm việc mấy cái người kiếm việc khó hay dễ đó là tùy theo cái người đi xin việc. Cái người đó có nhiều cái sự linh hoạt á, thì người đó kiếm được việc dễ lắm. Sự linh hoạt là cái gì? Là cái người đó đầu tiên là mình ở đến xứ Mỹ đó là phải biết nói tiếng Mỹ, cái điều đó là bắt buộc rồi đó. Cái điều đó là sống còn. Ở xứ Mỹ là phải biết nói tiếng Mỹ. Mình không cần nói giỏi, nói hiểu, rồi biết viết, biết đọc, biết giao tiếp đó,
thì nó dễ, nó thích nghi đó. Tức là rồi thứ nhất là tiếng Anh, rồi thứ hai nữa là gì, mình linh động, sẵn sàng chấp nhận làm tất cả những cái công việc đó. Chứ mình không có phải gọi là cân nhắc công việc này phải nhẹ nhàng, phải lương cao. Thì tất nhiên là nó trả mức lương á, theo cái năng lực của mình á. Mình cái năng lực, cái kỹ năng của mình tương đó, mình đòi lương cao thì không có đâu. Nó theo cái giá thị trường hết rồi. Do đó mình khi mà mình apply, tức là mình xin một cái công vị trí đó, vị trí đó nó sẽ trả là cái giá mức đó. Đó, mình sẽ biết nếu chung là ở trong cái thị trường lao động á, là nó có mức giá hết rồi, từng cái ngành nghề nó có mức giá hết, còn mình coi mình ở mức độ nào thì nó không có thể nào nó trả thấp hơn được, và nó không thể nào trả cao hơn được, nó trả cái mức đó. Đó là mình có linh động khi mà mình, lúc mà mình làm ở cái mức độ cái công việc, một cái nghề đó, một cái nghề mà đó nó lương nó ok đó. Giả sử một cái giai đoạn đò nào mình không còn cái vị trí đó thì sao, mình đi kiếm cái vị trí cái cũng cái nghề đó, cái kỹ năng đó, nhưng mà bây giờ nó không có thì sao? Nếu mình không có đó thì một cái thời gian dài như vậy á thì mình không có thu nhập, mình không có chi phí được cái cuộc sống của mình. Do đó mình phải đi kiếm những cái nó thấp hơn, nó dù nó không phải là đúng cái công việc trước đây của mình, nó trả lương thấp hơn thì sao? Nếu mình thích nghi, mình chịu được á, thì mình tồn tại. Mình không có chịu được á, thì gọi là mình tiêu. Tiếng Mỹ nó gọi là survive, là sống còn á, sống còn á, sống sót á. Nếu mà mình muốn sống sót á, xứ Mỹ này á, là mình phải linh động, còn không á là mình chết ngắt. Đấy, chết theo nghĩa không phải là nghĩa đen là chết, mà gọi là mình coi như là mình không có ở xứ Mỹ nữa, mình không có thu nhập, không có income á, coi như là thì rất là khổ sở. Cơ sở sẵn hết sàn hết trơn rồi, cơ ngơi đi làm việc thì cũng nó cũng có công ăn việc làm này nọ xong rồi. Thí dụ giả sử mà đi qua bên định cư ở Mỹ thì nó thay đổi hết trơn à. Đó, thay đổi rồi phải từ làm lại từ con số 0 thì cái giai đoạn đầu thì phải hòa nhập để mình sống còn, coi như là mình phải hòa nhập với người ta, hòa nhập thích nghi. Còn nếu mình không thích nghi thì những người đó thì sẽ than vãn, ôi sao Mỹ, cuộc sống Mỹ cực khổ quá, làm việc đầu tắt mặt tối mà không có tiền, biết vậy ở Việt Nam xưa. Đó là những quý vị đó là ở Việt Nam là có một cái kinh tế nó ổn định rồi, bây giờ nó thay đổi, mình không có thích nghi được á, thì sẽ như vậy đó, những người đó là dạng như vậy. Còn cái dạng mà gọi là người ta thích nghi ban đầu thì
không có được như ý của mình á, người ta vẫn cứ cố gắng để người ta làm, người ta không có thăng, người ta nhìn theo cái hướng tương lai, nhìn cái hướng tích cực. Tại vì mình nghĩ đã biết bao nhiêu cái thế hệ đã đến đất Mỹ rồi, gọi là bây giờ là thế hệ thứ 3, thứ 4 rồi, 43 năm rồi. Có những người đi trước á, người ta cũng nghĩ cũng như mình thôi, người ta đến cũng như vậy, y chang à. Còn mình á, những người về sau này đó, càng đến sau nó càng có điều kiện sướng là gì, ở Việt Nam có cơ thôi. Nếu mình đi qua đó thì mình bán cái nhà mình cầm được một cục tiền qua, lần sau thì cũng đỡ hơn cái mấy người hồi xưa người ta đi á. Ta đâu cầm tiền được đâu. Ta đi qua đâu với những cái chương trình nó có tiền gì đâu, không có tiền bạc gì mà ta làm được, ta thành tựu được, ta làm đến được cái gì luôn kìa. Còn mình đi sau này á là tại chánh cơ nơi có, còn qua mà còn than vãn thì mình cũng không biết nói làm sao luôn. Về đến nhà rồi, hôm nay trên đường đi về như vậy đã tám nhóc mấy quý vị nha. Đó cho thấy là đó, từ chỗ làm về đến nhà là cũng rất mất rất là nhiều thời gian, cả hơn nửa tiếng đồng hồ. Thì bình thường xin chào tạm biệt quý vị. I'm so